Trà thanh nhiệt đốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Cô gái dạy mẹ Mỹ Linh. Một người nào khác cho em thêm đậm sâu, còn một người nào khác cho em thêm bền lâu. Baby, dù đoạn đường có thêm chông gai về sau, đừng tự mình làm khổ đau. Ngày dài trôi, điều gì đến cũng sẽ đến thôi. Anh ngỡ lộng lấy thân mình, hay đam mê tình yêu chân chính. Đôi tay buông lơi theo nơi xa xôi, em tự anh tận gió nắng. Đôi ba lời hát phía xa theo anh dần vào quên lãng nơi đâu cho anh tìm lại mình như xưa. Và nỗi đắng cay em từng mang theo bao ngày qua và những vẫn vương về ngày xưa khi ta bắt đầu có viết thêm nỗi buồn đó giữa những câu ca thường viết với tất cả nỗi niềm của một người đã mất đi yêu thương. La 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 la. Sau màn đêm chẳng còn hơi ấm trên đôi môi của anh. Oh no, nặng lời hơn nữa cho ai thêm buồn thêm. Phải tự mình làm lại thôi, đường còn xa, chẳng còn lưu luyến giữa chúng ta. Anh ngỡ lộng lấy thân mình, hay đam mê tình yêu chân chính. Đôi tay buông lơi theo nơi xa xôi, em thương anh đừng dối nó. Đợi ba lời hát phía xa theo anh dần vào quên lãng tìm lại mình như xưa. Và thế nỗi đắng cay em từng mang theo bao ngày qua và những vấn vương về ngày xưa khi ta bắt đầu nở. Có viết thêm nỗi buồn đó giữa những câu ca thường viết với tất cả nỗi niềm của một người đã mất đi yêu thương. La 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 la. Tập thôi, mai mới thi. Lớp thi thay đổi, 2 triệu lên sân khấu. Đồ đâu mà thi bây giờ? Thời cuối hôm nay mùa xuân qua dễ dàng, canh giá theo mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh Tiki, oh oh Tiki, Tiki.vn. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Chào bạn, tại sao bạn cần đến chương trình này và ý nghĩa của nó là gì? Trong vòng một năm, từ năm 2017 tới đây, thì bản thân mình cũng đã tự theo đuổi và mình cũng biết cái sự khó khăn của việc một người ca sĩ muốn đi đơn lẻ và debut sẽ khó khăn như thế nào. Thì bản thân mình muốn có sự hỗ trợ cần thiết từ một chương trình như thế này. Bạn là một cô gái có rất nhiều lợi thế, mạnh mẽ, gợi cảm. Mọi thứ của bạn đều tốt cả. Cái vấn đề mà chàng nghĩ ở đây là có thể bạn hãy tìm sản phẩm đi, tìm cho mình một nhóm nhảy đi. Mọi thứ đã rõ ràng hết rồi. Chàng cũng không biết là bản thân mình có thể làm gì cho bạn nữa không. Tôi rất tiếc là tôi không chọn. Chào Mỹ Linh, ở trong này bạn có ghi là lý do tham gia là tìm kiếm cơ hội xứng đáng với khả năng của bản thân. Dạ, cái lúc mà đăng ký cái tờ giấy này là cái lúc mà mọi người cùng đi casting với nhau. Thì em nghĩ là cái tờ giấy này cũng không có ai đọc tới nên kiểu là Linh viết với lại mọi người bạn bè này nọ thì viết cho vui vậy thôi. Thì viết cho vui vậy thôi chứ thật ra trong tờ giấy bây giờ Linh cũng không nhớ là Linh đã từng viết cái gì. Nếu thế thì bạn chưa có trách nhiệm với chính mình, chưa đặt ra một cái mục tiêu rõ ràng khi bạn tham gia chương trình dự án số 1 hay bất kỳ một chương trình gì.
Lúc đầu lên tham gia chương trình này là bởi vì biết cho một lúc bất ngờ, nên kiểu là mình chưa biết chương trình này format hay là tất cả những cái mà về không cần biết là chương trình đó như thế nào, nhưng đầu tiên nó là chương trình tìm kiếm về ca hát. Đó đã là khả năng của mình, chỉ cần biết như thế là đủ. Hãy phải biết quý trọng những cái lần mà mình xuất hiện như thế này. Bạn phải đặt ra được một cái quyết tâm và cũng như là một cái mục tiêu chính đáng để theo đuổi khi mà bạn bắt đầu quyết định tham gia một chương trình nào đó. Nhưng mà Phúc lại thấy giọng bạn cũng có giọng rất là đặc biệt, giọng hát dày, nhưng mà khi mà lên cao trào thì bạn chưa đẩy hết lên được, nó vẫn còn đang rất là bí. Nhưng Phúc nghĩ là sẽ cho bạn một cơ hội, tại vì Phúc thấy được cái tiềm năng của bạn. Phúc chọn bạn. Cảm ơn. Phúc đang nói dối em đấy. Phúc không phải là thấy tiềm năng của em, mà là Phúc đang cảm thấy muốn cho em một cơ hội, giống như là Phúc sợ làm em buồn. Chị thì chị lại không phải là một trường phái như vậy. Chị muốn nói với em một sự thật, bởi vì chị biết là em sinh năm 94. Có nghĩa là bây giờ em không còn quá nhiều thời gian. Trong đây em đã từng vào top 6 của một cái đội trong một chương trình. Thì chị thấy rằng là có lẽ là em cũng đã được tiếp xúc với những người mà đã thành công, cũng đã được gợi mở tư duy âm nhạc. Chị nghĩ rằng là em không cần thiết phải thi cuộc thi này nữa đâu, bởi vì em đã sẵn sàng để chiến đấu rồi. Em đã sẵn sàng để bây giờ có thể tìm tòi một phong cách âm nhạc cho riêng mình, tìm tòi những bài hát ở những nhạc sĩ, và hãy thử sức một lần đi. Và khi em đã tìm ra được điều đấy ở bản thân mình thì em không cần phải xuất hiện ở bất kỳ một cuộc thi nào nữa. Em vẫn có thể tìm một con đường cho mình. Em phải tự mình đi thôi. Chị không chọn em. Đây, em cảm ơn. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Em tên là Nguyễn Ngọc Phi. Tên ở trường là Magda. Hôm nay em 17 tuổi, em sinh ra ở Ba Lan. Em về Việt Nam lúc 11 tuổi. Em về Việt Nam tại vì mẹ em muốn để em với các anh em của em nói tiếng Việt nhiều hơn. 17 tuổi rồi, em vẫn chưa biết em muốn làm gì với cuộc đời, nên em phải làm gì đó. Ước mơ lớn nhất của em là bây giờ là làm ca sĩ. Nên The Debut sẽ là cái bắt đầu của cái ước mơ về bé của em. Best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give you a chance. Now take my hand, stop, and I'm in on a jukebox, then we start a dance. Zati kute, zati kute, kon lai nhau. Em đồ hai năm mai nằm mi chơi, răng tay che mắt anh xa vời. Điều gì muốn đến, rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau của ngu mê em sẽ về. Một trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Mà sao khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. I'm in love with the shape of you, push and pull like many do. Though my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something new. I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I. Ooh, I, ooh, I, ooh, I.
just wanna be with you. I 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 just wanna be with you. I'm in love with the shape of you. Lúc em hát I just wanna be with you là em muốn just wanna be với các Oraz. Em đã ở đâu bao nhiêu lâu nay thế hả Vi? Em đã ở đâu bao nhiêu lâu nay? Hay là em chờ cho dự án số 1 ra mắt rồi em mới xuất hiện? Chuẩn luôn, em đợi dự án số 1. Em có biết là khi em ra chị nghĩ là cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Em đứng một chỗ đấy thôi mà chị thực sự là khi em cầm đàn hát, chị rất là thích những cô gái cầm đàn hát. Mà lại còn hát cái kiểu văn minh như thế này. Rất là mới, kiểu hát của em rất là mới. Và chị tin chắc rằng rất nhiều người mà đang có thể là làm nghề có tiếng tại thời điểm này á, cũng không hát được kiểu đấy. Chị rất là thích. Nó rất phù hợp với dự án số 1 bởi vì đây là nơi để tìm ra những tương lai của âm nhạc Việt Nam trong 5 năm đến 10 năm tới. Và đây chính là sân khấu đầu tiên dành cho họ, khởi đầu tất cả mọi thứ của họ. Và chị tìm ra em rồi. Chị thích em vô cùng. Cái cách mà em hồn nhiên, cái cách mà em cuốn hút chị bởi sự tự tin, không những ở trong âm nhạc, trong cách hát của em, mà cái gu của em, cái sự lựa chọn của em, mà còn trong cả giao tiếp của em nữa. Và điều đấy nó hội tụ mọi thứ để trở thành một ngôi sao. Sao á? Sớm quá. À đấy, còn có cả sự khiêm tốn nữa. Đúng không? Có cả sự khiêm tốn nữa. Được, chị Duyệt. Chị Duyệt. Nhưng mà em chưa thực sự nhập tâm. Tại sao cái em là người chơi đàn guitar mà nó lơi tempo? Nó bị lơi tempo. Chị cực kỳ ghét những người mà đứng trên sân khấu mà bị phân tâm, mà không tập trung. Thế thì em sẽ không bao giờ tỏa sáng. Mà em cũng muốn nói cái đó là cái khuyết điểm của em á. Nên em mong là nếu em có được vào vòng trong thì cái đó là em sẽ khắc phục. Chị chọn em. Nói thật là chị không thích mashup để đi thi. Đối với bản thân chị thì không có cái gì để hát thì mình mới mashup. Không có cái gì để hát thì mình mới mashup. Tại vì một bài hát nó quá nhiều đất diễn và có quá nhiều thứ để nói. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tại sao mà em bị lơi nhịp như chị Linh nói, bị nhanh như thế? Bởi vì khi nói em còn mất bình tĩnh. Em còn nói rất là nhanh thì làm sao khi hát mà lại không mất tempo được. Cho nên là phải chậm lại một phút, chậm lại một phút. Chậm lại một chút đi Vi, đó là dành cho em. Cái âm nhạc của em khiến chị nhớ tới những cái lúc mà chị đi nước ngoài và chị được lắng nghe âm nhạc đường phố ở nước ngoài. Lúc đấy chị chẳng biết mình là ai cả, chị chỉ muốn vào để hát cùng người ta thôi. Cảm giác thoải mái, cảm giác bay bổng và một cái thứ cảm giác rất là tự do về âm nhạc. Chị thích điều đó và bởi vì điều đó chị chọn em. I love you too. Cảm ơn em rất nhiều Ngọc Vi. Rất là vui khi Ngọc Vi có mặt tại dự án số 1. Thực sự là em bị mất bình tĩnh. Và cái điều này em nên thay đổi và em phải biết kiểm soát mình hơn. Nếu để cái vấn đề này, chỉ vì cái vấn đề này mà ảnh hưởng đến cái phần biểu diễn của mình thì thực sự nó rất là phí. Tại vì giọng hát của em rất là hay. Và đặc biệt là cái cách xử lý bài hát của em thì thực sự là anh rất là thích. Đó là cái cách xử lý rất là mới bây giờ. Nhưng mà khi xem em thì anh thực sự thấy rất là thoải mái. Và anh thực sự chờ mong em đem những cái xử lý mới đó, những cái văn minh đó và những ca khúc tiếng Việt ở thị trường Việt Nam thì thực sự là nó sẽ rất là mới. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em 18. 18 tuổi. Nhưng mà bây giờ em đang 17, 2 tháng nữa mới 18. Ừ, thế thì cũng được. Kiểu cũng giống anh ấy, chưa sinh nhật thì chưa được lên tuổi.
Cho nó cảm giác trẻ trung chưa? Ừ, trẻ trung. 18 giống như là em có thể làm nhiều thứ rồi, mà 17 giống như là vẫn trong vòng tay của mẹ. Không, không hề. 17 em đã bẻ gãy được sừng trâu. 17 là bẻ gãy sừng trâu chứ ở trong vòng tay mẹ làm sao mà được. Mẹ em nói con 18 tuổi con đi ra khỏi nhà. À, nhưng mà thế thì cũng không được. 18 tuổi đi ra khỏi nhà thì lại không được. Bao nhiêu tuổi thì cũng vẫn phải ở trong nhà chứ đi ra khỏi nhà thì ở đâu. Đồ vui một chút xíu thôi, tại vì anh thấy phong cách và phong thái của em rất là vui. Thôi được rồi, cảm ơn em rất nhiều. Chúc cảm mừng em chị. Anh chọn em. Anh chọn em. Yes. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu, em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Số 1 The Debut 2018 là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng âm nhạc. Các nhà sản xuất của chúng tôi muốn tạo nên một cuộc thi âm nhạc chân thực, nhiều cảm xúc và quan trọng là giới thiệu khái niệm debut mới. Xin cảm ơn thương hiệu trà thanh nhiệt Dr. Thanh và website thương mại điện tử tiki.vn đã cùng đồng hành với dự án số 1 The Debut. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào thứ 6 tuần sau. Sáng thành vì sao? Sáng thành vì sao? Ngọn lấp lánh trên cao.